Thưa quý vị, mới đây, Diễn đàn Giao lưu Kinh tế Văn hóa Toàn cầu năm 2022, Intercontinental Economy Culture Forum in Malaysia 2022, được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia. Diễn đàn với nhiều hoạt động thiết thực tạo tiền đề để doanh nghiệp, doanh nhân tham gia diễn đàn mở rộng, không gian phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu trong tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu. Diễn đàn Giao lưu Kinh tế Văn hóa Toàn cầu năm 2022 do Câu lạc bộ Intercontinental Business Associates IBA với Chủ tịch Câu lạc bộ bà Võ Thị Thanh Hà cùng Hiệp hội World Chinese Quick Power Alliance WCQA tổ chức. IBA 2022 được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động giao thương và hợp tác phát triển kinh doanh giữa các cá nhân cùng doanh nghiệp trên toàn cầu. Một hoạt động quan trọng của diễn đàn là buổi gặp gỡ giữa đoàn doanh nghiệp Việt Nam với thương vụ Việt Nam tại Malaysia để trao đổi tìm hiểu thông tin về thị trường Malaysia. Vâng, tôi hy vọng là sẽ giúp đỡ được, hỗ trợ được các doanh nghiệp trong việc thâm nhập thị trường Malaysia. Về cơ bản, Malaysia là một nước trong ASEAN rất gần với Việt Nam về khoảng cách địa lý, cũng như là có gần gũi về văn hóa cũng như văn hóa tiêu dùng, và nói chung là văn hóa tiêu dùng nói riêng. Giữa Việt Nam và Malaysia thì có quan hệ ngoại giao khá là tốt đẹp, và là hai nước là đều nằm trong ASEAN và có đang hướng tới một cộng đồng kinh tế ASEAN, và đã từ lâu hai nước đã có một cái hiệp định thương mại, có tham gia hiệp định tự do AFTA. Bên cạnh mục tiêu giao lưu văn hóa và kinh tế, trong khuôn khổ sự kiện còn tổ chức lễ vinh danh nhằm tuyên dương trao thưởng những cá nhân và doanh nghiệp thành công có những thành tựu nổi bật trong kinh doanh thời gian qua. Đây là các hạng mục vinh danh được ban tổ chức xét duyệt công tâm và bình chọn ra các thương hiệu dẫn đầu, các thương hiệu chất lượng chuẩn quốc tế và những doanh nhân truyền cảm hứng.